cháy quá đây rồi, sao nước đây, quá lửa quá cháy rồi. Mình đi trải nghiệm săn bắt một bữa ha cả nhà. Thì hôm nay thì tem của mình là đi vô trong một cái cánh ở trong một cái gì? Cánh đồng. Vô cánh đồng đó để mình săn bắt cũng như là mình đi tìm cá để mình ăn ha, đi mò cá cả nhà. Hôm nay đi mò cá lau kiến. Rồi thì mời cả nhà cùng theo chân mình nha. Hôm nay thì mình chơi lớn, mình chơi mướn một chiếc xe ba gác luôn cả nhà. Rồi. Hôm nay mình chơi lớn nha. Đi nguyên chiếc xe ba gác luôn. Rồi hôm nay thì thuyền trưởng của chúng ta là một em trai nha. Đó, đây là thuyền trưởng. Thuyền trưởng sẽ cởi nguyên một cái phái đoàn. Đây mình sẽ đi một phái đoàn ở trên một cái chiếc xe ba gác như thế này. Đó, chào cả nhà cá. Chào cả nhà. Rồi mình đi ra đường lớn rồi cả nhà ơi. Bà con mình xem những cái cảnh vật ở nơi đây rất là đẹp luôn. Rồi, cô chú chị em mình xem video thì thấy hay thì ủng hộ cho em một lượt like, một đăng ký kênh. Hôm nay thì em cũng có mặt tại Long An để chia sẻ cho bà con mình khi mà đi bắt cá trải nghiệm trên cánh đồng ở khu vực này. Đây là vùng đất đỏ đó quý vị. Hôm nay chơi lớn rồi, chơi nguyên cái tem luôn. Băng mình của này là đi rất là đông luôn nha, rất hùng hậu luôn. Đây. Bây giờ chuẩn bị mình lọc đồ ra rồi xong mình đi xuống sông để mình mò cá lau kiến. Ở đây thì khu vực này ở Long An nha quý vị. Long An thì cá nó mới còn chứ khu vực ở An Giang, ở quê mình thì cá nó rất là hiếm luôn. Nhưng mà lần đầu tiên trải nghiệm là không biết như thế nào. Thì cũng mời bà con mình ở đây thì tem mình đã bay xuống sông rồi cả nhà. Trong đó thì có hai anh cậu ở dưới mấy đứa em. Hôm nay mình đi qua Long An mình trải nghiệm đi bắt cá đồng. Ở đây là ở huyện gì hả quý? Huyện Tân Hưng hả? Ở đây là huyện Tân Hưng giáp với biên giới Campuchia mình đó quý. Đây lên biên giới còn bao xa quý? Còn mười mấy cây mười mấy cây nữa hả? Ừ, cũng
cũng còn xa ha. Mới xuống mà lạnh. Lưới gấp quắn hả? Là sao đâu con dở lên coi. Ủa dân dân lưới và lưới gấp quắn ta ngộ ta. Vậy đó hả? Ồ bắt bắt ốc quắn bằng cách là dân lưới. À, ngộ quá ha ta. Dân lưới bắt ốc mà ủ trong bao đó cả nhà. Mò cá lau kiến này thì bà con mình là phải đi lấy cái chân để mình dậm, mình coi có cái chỗ nào có cái hang á là mình hòn tay xuống mình mò đó cả nhà. Có chỗ nào có hang thì mình lặn xuống nha, còn nếu mà không có hang thì bà con mình cứ lấy cái chân mà để dò hang, dò chừng nào mà thấy có cái lỗ thì mình lặn xuống để mình tìm nó. Wow, tiếp tục thì được một con cá nữa nè cả nhà. Đây. Sau một hồi lặn lội tìm kiếm. Ờ, dục lên đây cậu ơi. Dục lên đi, dục lên đi. Dục lên. Bữa nay xui à. Ồ. Đây. Sau một hồi lặn lội tìm kiếm đây, thì cũng được một con cá lau kiến. Wow, à, con thứ hai. Con thứ hai nha cả nhà. Đây bây giờ đang áp sát vào cái gốc cây. Áp sát vào gốc cây để mình giật lá tìm sâu nha. Có ngày em đây nó đi học hàng ớt hay lắm. Ớt tại tận dưới ông cậu đó. Ba nãy rồi nãy ba đi được ớt. Cậu đó là học ớt tại tận đó. Đúng rồi. Học ớt tại tận đó. Cậu đụng má đập luôn, nó ra luôn trời. Nó ra đúng luôn nè. Đúng rồi luôn hả? Ừ. Coi chừng nó kiếm hang nó chui vô đó. Rồi rồi bển thử rồi. Ừ, đi. Rồi bển này có hang rồi. Thank you.
Rồi bắt đầu thì mình lên xe để mình về một cái địa điểm mới cả nhà ơi. Địa điểm đầu tiên thì thất bại rồi nha. Rồi lên xe. Thì nguyên phái đoàn chơi lớn nha cả nhà. Hình như là bích xe luôn rồi. Đó, bích xe luôn rồi, giờ mình lên xe nha. Đây thì bây giờ mình tới một cái địa điểm mới rồi cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ đi thất bại địa điểm thứ nhất rồi. Bây giờ mình đi xe ga tốt ngoài kia. Đó, ngoài kia có một cái sông đó cả nhà. Đó. Gần ngoài cái nhà đó. Rồi mình ra đó mình sẽ trải nghiệm với bà con mình ha, tiếp tục cuộc hành trình thứ hai nha. Đây miền Tây sông nước. Bắt đầu mình tiếp tục mình sẽ lặn cá lâu kiến ở địa điểm thứ hai. Khai trương rồi đó. Không nha. Wow. Wow, một con. Được một con mở hàng nha, mở hàng. Mở hàng một con tại địa điểm mới. Ô, bên đó nữa kìa. Ô, bên đó được con nữa kìa. Ô, đã quá. Ô. Đã quá bà con. Hay. Đây lọ không lên luôn. Đây, con thứ hai nha. Con này phát luôn. Má chết hàng chưa? Ghê vậy. Quá trời chảy rồi. Quá đã. Mới xuống mở hàng thấy hai con là thấy ngon lành nha cả nhà. Ngon rồi đó. Ngon lành rồi đó. Đây được con nữa cả nhà ơi. Rồi. Con thứ ba nha. Rồi đây con nữa nè. Ồ. Oh. Đây một con nữa nè. Quá đã nha. Đây có cái chiếc quả tiễn bự nữa nè. Tiếp tục là đây con nữa cả nhà. Ngay con chỗ này thấy êm quá. Quá êm, quá êm. Con này là hình như là đại ca luôn á. Chưa hả? Nãy giờ là mình thấy con này là đại ca rồi đó. Ồ, đại ca trong bầy đàn luôn nha. Để ngoài đi, để ngoài đi. Ồ, để gì đi. Rồi, rồi đi ra đi. Ồ, nồi của nó nằm trong cái hang này. Con này có nửa ký á. Hơn cá này hơn nửa ký. Quá to luôn. Rồi. Đó. Nãy giờ là hình như là mình được 4 con hay là 5 con gì rồi. 5 con rồi. Sông này nước chảy rất là xiết nha cả nhà. Đó. Nước chảy rất là xiết. Không biết là ở ngoài đó là cái độ sâu nó là bao nhiêu. Ở ngoài đó sâu dữ không cậu? Đây con nữa nè. Chọi lên. Chọi qua. Ồ, con này cũng là đại ca nữa nè. Con này đại ca nữa cả nhà ơi. Siêu to khổng lồ nha. Ồ, siêu to khổng lồ. Con này gãy càng rồi. Ồ, siêu siêu to khổng lồ. Rất là to luôn. Có trứng luôn hả? Ồ. Trứng kìa. Này có được một con đầu tiên. Có to không cả nhà ơi? Có cái hang nữa. Có cái hang chuột nữa.
Ôi, ở trong bờ hình như là cá nó nhỏ hơn ngoài sông. Rồi, nhỏ ngoài sông. Ừ. Đây, để cá này. Ồ, đẹp quá. Đẹp quá. Ồ. À, cả nhà thấy không? Ở đây là cá là to to không nghe cả nhà. Chứ không phải như, giống như ở bên An Giang mình là cá nhỏ không à. Cá ở sông này là cá to. Ở đây là cá này là nhỏ nè cả nhà. Ở ngoài đó là mình cũng đi mình lấy cái giò mình lừa hang á. Lừa cái hang để có cái lỗ nào cái mình lặn xuống. Ồ, oh, một con. Cá lồng kiến ở đây mình thấy một cái điều nó hơi ngộ, một cái là nó nằm ở giữa sông đó cả nhà. Nhưng mình thấy ở bên An Giang của mình đó là cá lồng kiến thì thường thường nó nằm ở trong trong cạn không à. Còn cá ở đây thì nó nằm ở giữa sông. Dục ra đất á. Đây đừng con nữa nè. Đây đừng con nè. Ô quá đã luôn kìa. Ô hai tay hai con luôn. Đây, ông cậu bắt tiếp hai tay hai con luôn nè quý vị. Giờ này hơi ngược ánh sáng nha. Ô. Hai tay hai con. Quá đã nha. Đây đó trời. Bởi rồi con đây nữa. Ừ. Này con dụng đây nè. Dụng đây hả lụm vô. Khi nào đấy coi hai con khác biệt rõ ràng luôn. Con bự con nhỏ. Con bự con nhỏ. Ôi buông ra bờ nó bò dữ vậy ta. Bò. Rồi ok. Nó bị xiệt điện quá. Nó bị xiệt điện. Quá đời à. Đây còn mấy chú rụng ra nè đây. Có không chú? Chú đó cũng sát cá đó nghe, chú đó mò nãy giờ là mấy con rồi đó. Chú này nãy giờ mò mấy con rồi nè. Hai con rồi. Ừ, chú này chú tên gì đó, chú khán giả biết chưa chú? Chú tên Hậu. Tên Hậu. Hậu. Hậu này to quá to. Cá này là hai người con. Ủa lộn. Một người hai con, người hai con là no luôn. Một người hai con là no luôn cả nhà. Một người hai con là no luôn đó. Quá đã. Hồi nãy giờ gần đầy thùng rồi nè. Rồi gán đi đầy thùng rồi mình về luôn nha. Một thùng cá lau kiến rồi. Đây được con đó cả nhà ơi. Đây theo mình quan sát thì mình thấy được một con nữa cả nhà. Cá nào đi to to nha. Cá ở đây là cá to không à? Cá to không. Trắng. Trắng bách luôn. Cá hết biết ngon. Con nào lấy trắng phiếu luôn cả nhà ơi. Cái sông này thì theo mình đoán là chiều ngang tầm khoảng cả 40 mét. Ở đây là địa chỉ đây là ngã năm Hòa Bình. Ngã năm Hòa Bình hả? Huyện ngã năm Hòa Bình là Long An Đồng Tháp. Long An Đồng Tháp là hai bờ giáp nhau ha. Con kênh này là giáp hai bờ giữa bên Long An và bên Đồng Tháp. Ở bên kia là bà con mình đang xem là bên cánh đó là của Đồng Tháp, còn cái Tam Nông, hướng đó là hướng của Tam Nông, còn cái hướng mình đứng ở bên đây á là hướng này của Long An. Hướng này Long An. À, hướng này là của Long An nha. Long An thì còn cũng rất là quan sơ. À, sớm giờ thì mấy anh em mình đem về mặn cũng tầm khoảng nửa tiếng rồi. Bây giờ đang chuẩn bị là đem xả vô nè. Trời thì cũng vừa chạng vạng tối rồi nè. Giờ này có khoảng 6 giờ hơn rồi. Giờ này chắc 6 rưỡi quá. Hơn 6 giờ rồi. Giờ mình chuẩn bị mình đem ra mình nướng nha. Coi chừng cái dao nè. Tính trải nghiệm ngoài đồng nhưng mà giờ không kịp rồi. Thời trời tối quá. Dẹp cái dao nha. À, đưa cái mâm coi. Ở cả nhà theo chân mình đi ra bếp than nướng nha. Rồi đi nướng cả nhà ơi. Rồi mình lại cái địa điểm là sớm giờ thì nhóm lửa cũng cháy cũng lâu rồi cả nhà. Giờ mình đem ra đây để mình trải nghiệm ha. Giờ này tối rồi. Chơi nướng giữa lộ luôn. Đây là mình chơi nướng giữa lộ luôn. Đây. Bây giờ nó cháy hết
mấy sáp hả cậu? Giờ thêm thêm nữa nè, thêm củi thêm nè, tại vì số lượng cá rất là nhiều luôn. Đó, bây giờ đem cá ra nè, đem cá ra kìa, lửa cháy quá đây rồi, sao nước đây quá, lửa quá cháy rồi. Lên bỏ cá vô nướng nha cả nhà ơi. Rồi giờ này tầm khoảng 7 giờ rồi cả nhà. 7 giờ bắt đầu mình sẽ nướng cá nha. Không biết chừng nào nó mới chín này. Chắc cỡ 8 giờ rưỡi quá. Này số lượng cá cũng rất là nhiều luôn nè. Lượng cá thì nhiều mà trời nắng không có tốn nắng. Số người tham gia thì cũng hôm nay cũng khá là đông nè. Khán giả hôm nay quá trời luôn rồi. Lấy bình con quý niệm vô cho sáng lên. Đây đèn không sáng luôn. Đó. Đâu ra? Bình Phương Thịnh đó. Con hẹo chính đó. Xuống dưới lấy cục quý điện đi Long ơi. Miếng anh chà mi. Quá mũi rồi. Rồi. Quá thơm à. Cô chú anh chị thưởng thức với mình nha. Cá nướng thơm thật. Cá này chắc thịt. Cá đồng, cái kinh thơm. Nãy giờ thì công trình mấy cậu cháu nướng cũng lâu rồi. Cỡ tiếng gửi rồi hả quý? Tiếng gửi. Tiếng gửi rồi. Giờ này thì bắt đầu mình ăn cá nè cả nhà ơi. Thịt hết sức thịt rồi nè. Thơm phức luôn. Mời cả nhà nha. Do trời tối quay ánh sáng nó không có được đủ, cả nhà mình cũng thông cảm nha. Đó, đây, trời ơi. Cá dài. Kiến kìa, quá trời ấu kiến rồi ha. Ủa. Quá trời ấu kiến rồi. Mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà mình ăn nha. Thơm. Rồi mời cả nhà lụm cái ơi. Lụm cái của chính đây. Vô. Vô mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Ồ. Bước hết nguyên con luôn. Ăn là không nguyên con, ăn cắt cái miếng một. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn nha. Trời ơi. Chén mà mấy người cầm máy quay không chảy nước miếng trời. Rồi chén muối ớt nè. Đó. Quá xuất sắc luôn. Còn ở trên lò nữa nha cả nhà. Trên lò còn nữa. Tính trải nghiệm nướng tại đồng ruộng mà tối quá tối à. Rồi mời cả nhà mình ăn nha. Quá ngon rồi. Con ăn uống ngán. Ăn đậu. Vô. Quẩy chén miếng. Làm gì chảy nước miếng dữ ca cao anh. Dạ. Anh vô ăn đi em quay cho. Ừ, vô ăn đi. Cứ ăn đi. Anh vô ăn đi em quay cho. Ăn đi. Kìa kìa vô cái là. Vô trải nghiệm con ơi. Vô trải nghiệm đi. Ăn phải cho hết rồi mới được. Ăn nha nha. Quá nhiều cả nhà ơi. Này quá êm nè. Đó. Trời cái rồi. Ngon. Dài không cô Chính? Dài.
dài, dài mà thơm ngon lắm. Giờ này có ai đem gà lại đổi không, đổi không cậu? Không. Này mới êm à. Vô ơi, vô. Vô ra. Vô. Đây là một tay săn bắt số 1 nè nha. Tay xạ thủ á. Bữa nào mình dẫn kết hợp đi bắt ếch bữa cho cả nhà xem. Đây, ở trên đây thì cũng còn một mớ đang nướng cả nhà. Chiều nên bắt nhiều lắm mà. 16 con á. 16 con hả? Ừ. Chưa, hồi chiều chưa đầy thùng bê nữa không? Chưa. Mới có 16 con à. Mới đầy. Chưa đầy thùng bê. Nếu mình lại đây sớm thì đầy rồi, đừng có đi ra chỗ kia là ừ, đầy rồi. Hồi chiều hơi thất bại cái là mình đi cái điểm đó không có được như mong muốn. Con tài xế. Tài xế. Tài xế chiều chỉ điểm không có êm hơn. Lâu lâu tài xế chỉ cũng phải lộn một hai để điểm chứ. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay thì cuộc hành trình của mình quay hồi lúc là 5 giờ tới bây giờ. Thì bây giờ là hiện tại là cũng 8-9 giờ tối rồi. Thì 5 giờ mình bắt hồi nãy là tới mặn xong luôn là 7 giờ. Bây giờ mình nướng khoảng 1 tiếng hồ đó rồi mình ăn nữa. Thì video hôm nay cũng khá là dài. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn của chú anh chị em mình đã xem đến cái đoạn cuối này. Thì hôm nay thì Thanh cũng xin chào hết tất cả cô chú anh chị và hẹn cả nhà mình những video clip sau. Thì rất mong bà con, cô bác yêu mến ủng hộ Thanh Dùng Bãi Núi bằng cách ủng hộ cho em một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ để giúp kênh sớm ngày lớn mạnh hơn nha. Và bây giờ em xin chào và hẹn cả nhà mình vào những video sau nha.